Ngày 4 tháng 10, huyện Mộc Châu đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy chữa cháy và ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4 tháng 10 năm 1961, 4 tháng 10 năm 2023. Theo đó, huyện Mộc Châu tiếp tục phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quan tâm xây dựng bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, lực lượng cơ sở, trang bị phương tiện đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Thông qua lễ meeting nhằm tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp tại chỗ của nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ và thiệt hại về người, tài sản do cháy nổ gây ra. Sau lễ meeting, cán bộ, công nhân viên chức, các cơ quan doanh nghiệp, lực lượng công an, dân quân tự vệ và các đoàn viên thanh niên đã diễu hành tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên một số tuyến đường thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông Trường Mộc Châu.